Xin chào anh chị và các bạn. Còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Thì để đón chào một năm mới, em sẽ gửi đến cho anh chị thêm một món chè trôi nước để mình cúng gầm cũng như đưa ông táo về trời. Với cách làm rất là mới lạ, không dùng khoai lang, nhưng chè vẫn dẻo ngon, để lâu không bị cứng và không bị dính vào nhau. Thì chúng ta cùng nấu anh chị nha. Đây mình dùng một gói bột nếp Thái để nấu chè. Một gói bột nếp này là 400g nha. Anh chị sử dụng bột nếp khác cũng được. Thì Phượng thích bột nếp Thái và bột nếp lọc á. Bột nếp lọc cái dạng hạt hạt, bột nếp chữ A đó anh chị. Ăn nó sẽ dẻo ngon hơn là những bột nếp khác nha. Rồi Phượng cho hết một gói bột nếp Thái vào trong này luôn. Cho bột nếp vào xong thì mình sẽ múc ra một muỗng canh bột nếp nha. Để mình lấy trùng bột. Mình lấy trùng bột để cho bột nếp nó dẻo ngon. Và khi mình nấu chè để nguội, chè nó cũng không bị cứng. Và cho vào là 350g nước. Rồi mình khuấy đều lên. Khuấy cho bột đều rồi mình hãy bật bếp để mình nấu nha. Và lấy trùng bột thì mình luôn mở lửa vừa. Rồi mình khuấy cho đến khi mà mình thấy bột bắt đầu nó sôi lên nè anh chị. Bột nó sôi đều lên như vậy là được rồi nha. Rồi mình rưới hết cái nước bột và lấy trùng cho vào trong bột nếp. Cái nước bột này cũng đang còn nóng nha. Rồi mình lấy cái cây mình trộn đều lên. Vì lúc này nó rất là nóng anh chị. Trộn đều lên một chút cho nó bớt nóng đi. Rồi mình hãy lấy tay mình nhồi nha. Và đây Phượng chia sẻ cách nhồi bột nếp không bị khô. Là mình luôn nhồi thành một khối nha. Mình lấy cổ tay mình ấn đều xuống và luôn nhồi thành một khối để bột nếp không bị khô và dẻo ngon. Thì hôm nay là Phượng chia sẻ cái cách lấy trùng bột để mình nhồi bột nếp xay sẵn. Còn anh chị ở nhà ngâm nếp xay đó, anh chị ví dụ như anh chị ngâm 1 kg nếp đi. Anh chị xay ra bồng bột cho nó khô ráo như vậy rồi. Anh chị lấy ra một cục bột khoảng 100g, anh chị cho vào trong nước sôi luộc khoảng 2 phút nha. Sau khi luộc 2 phút rồi thì anh chị lấy cục bột luộc đó cho vào trong cái bột đã bồng. Rồi mình nhồi đều lên là khi mình vò viên chè ra, viên chè nó không có bị chảy và không bị dính vào nhau. Và để lâu chè nó vẫn dẻo ngon, không có bị cứng. Rồi bây giờ Phượng đậy nắp lại và mình ủ tầm khoảng là 30 phút cho đến 4 tiếng nha. Ở đây Phượng sẽ ủ 30 phút. À, bây giờ mình đi làm nhân chè thì mình cho vào 100g đậu xanh mình đã ngâm nở rồi. Và 2/3 chén nước. 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi mình mở bếp lên với lửa vừa và đậy hở nắp ra. Mình thấy đậu nó đã sôi lên rồi thì mình mở nắp ra để cho đậu nó không bị chào nha. Rồi mình nấu tầm khoảng 5 phút đi rồi mình hãy đậy nắp lại. Và trong lúc nấu thì mình thấy bọt thì mình hớt bọt nha. Hớt bọt để cho cái đậu mình nó được... để lâu nó không có bị thiêu. Thì nấu chè mình để lâu á, cái đậu mình nó ngon, nó không có bị hư. Mình nấu tầm khoảng 5 phút là anh chị thấy cái đậu nó đã trong lại. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để cho đậu nó chín mềm. Và đậy nắp lại rồi anh chị nhớ mở lửa nhỏ xuống nha. Khi nấu mình nhìn vào trong nồi thì mình thấy nồi nó đã cạn nước rồi. Thì mở ra và mình xem cái đậu nó đã nở bung hạt ra rồi nè. Nở bung hạt ra và bắt đầu nó đã mềm rồi. Như vậy là mình cho nước cốt vào được rồi nha. Rồi mình cho vào trong này là 50g nước cốt. Nước cốt nhất á, mình cho nước cốt vào để mình sên đậu. Để cái nhân chè của mình nó béo ngon. Nó béo bùi ngon của đậu xanh nước cốt rất là ngon anh chị. Và ở trong đây sẽ có cái vị hơi mặn mặn nhẹ của muối. Và có vị ngọt ngọt của nước cốt. Ngọt béo thơm. Khi mình làm chè lên ăn rất là ngon. Rồi mình sên cho đến khi mình thấy đậu xanh mình đã dẻo quánh thành một khối như vậy là được rồi nha. Anh chị đừng có xay nha. Sên dẻo nó về nó tự động nó mịn nè. Mịn vừa ngon luôn. Rồi mình cho vào trong nồi này là 1,5 lít nước để mình nấu chè nha. Với 1,5 lít nước thì anh chị sử dụng 350 cho đến 400g đường. Nếu mình không thích ngọt nhiều thì mình giảm đường lại. Và cho vào 30g gừng. Mình cắt sợi ra. Rồi mình rửa qua với nước đi nha. Để cho cái gừng nó bớt đục. Và nó bớt đi cái vị cay. Thì khi mình cho vào nấu chè cái nước nó rất là trong. Thì đường đây là đường thốt nốt, Phượng sử dụng 350g. Đây là đậu xanh nãy mình đã nấu chín và mình đã vò viên ra rồi. Mình vò ra 20 viên nha. Nắng cái viên to thì nắng sẽ được là 20 viên chè. Còn viên nhỏ thì anh chị nắng sẽ được tầm khoảng 25 viên. Rồi bột nếp mình ủ được khoảng 30 phút rồi đó. Thì mình nhồi lại nha. Mình nhồi lại để cho bột nó dẻo ngon. Thì lúc này anh chị nhồi nếu mà cảm giác nó khô quá thì anh chị có thể thấm tay vào trong nước. Mình nhồi tiếp tục nha. Vẫn thấy cái bột nếp Thái này rất là dẻo mềm, vừa phải rồi, không cần cho thêm nước. Rồi mình lấy cái cục bột ra, mình nhắm chừng cái cục bột nó sẽ gấp 3 lần cục nhân là được nha. Rồi mình ấn đều theo cái hình vòng tròn nha.
Rồi mình cho viên đậu vào và vò chè. Mình lưu ý nha, mình nắn cho cái bột nếp này nè, nó ôm sát vào trong cái đậu xanh này, thì cái viên chè mình nó không có bị rỗng. Thì lát nữa cái viên chè của mình nấu lên nó không có bị bể nha. Nó ôm sát vào trong cái đậu xanh đó, viên chè mình nó rất là chặt, nó dẻo ngon lắm anh chị. Rồi mình vò tròn nha. Mình vò tròn như vậy là được rồi nè. Cái nước đường này mình nấu cho nó tan đường và cho nó sôi lên nha. Nước đường mình đã nấu sôi lên rồi thì mình chuẩn bị thêm một cái nồi nhỏ, rồi mình cho thêm một muỗng canh đường vào trong cái nồi nước sôi. Mình sẽ rửa chè qua với nước sôi. Trong nước sôi này sẽ có một muỗng canh đường để giữ cho cái viên chè mình nó sẽ không có bị nhạt. Mình nhớ là mình rửa chè qua nước sôi chứ đừng có luộc chè nha. Nhiều anh chị chia sẻ là luộc chè chín rồi mới vớt vô nước đường, như vậy cái viên chè của mình nó sẽ bị nhạt, nó không thấm đường và nó sẽ không ngon. Anh chị nhớ là mình chỉ rửa chè qua với nước sôi thôi. Mình vừa cho viên chè vào trong nước sôi cho nó xe mặt lại thôi anh chị, đừng có để cho nó chín hoặc nó nổi lên trên nha. Vừa xe mặt lại là anh chị vớt viên chè cho qua nước đường luôn. Mình làm như vậy thì để cho cái nước chè của mình nó được trong và bảo quản viên chè được lâu hư. Thì mình làm như vậy nè, thì cái viên chè của mình để được 3 ngày luôn. Còn nếu nấu ăn trong gia đình thì anh chị cho những cái viên chè trực tiếp vào trong nước đường luôn, để cho cái viên chè của mình nó thấm đường, nó ngon. Còn anh chị luộc chín rồi mới cho vào trong cái nước đường thì cái viên chè của mình nó ít thấm đường lắm và nó ít ngon nữa anh chị, và bảo quản chè không được lâu. Và trong lúc nấu thì anh chị cũng nhớ là mình đến mình hớt bọt, rồi cũng như mình sơ đều lên để cho chè nó chín đều nha. Rồi mình nấu với lửa vừa thôi, đừng nấu lửa lớn quá. Nấu lửa lớn quá thì cái nước nó sẽ bị đục, và khi lớn quá thì cái viên chè mình cũng dễ bị bể nữa. Mình nấu lửa vừa cho nó sôi nhẹ như vậy nè. Và nấu tầm khoảng 15 phút là chè nó sẽ chín nha. Nấu tầm 15 phút thì mình thấy là chè nó đã chín rồi nè. Thì cẩn thận hơn thì mình sẽ lấy ra một viên, lát nữa mình sẽ ăn thử nha. Và nhưng mà vẫn thấy như vậy là viên chè đã chín rồi anh chị ơi. Nó đã mềm rồi đó, cảm nhận nó đã mềm và cái nước lúc này rất là trong luôn anh chị. Và để 3 ngày luôn chè nó cũng không có bị hư nha. Chè mình đã nấu xong rồi nè. Hồi nãy mình ăn thử một viên đó, chín mềm ngon lắm luôn anh chị. Thì chè này mình nấu ngon á, là mình nấu với đường thốt nốt nè, hoặc là anh chị có thể nấu với đường tán nó cũng ngon nha. Mình nấu đường nó có cái màu hơi màu cánh gián như vậy nè, nó vừa thơm mà vừa lại đẹp mắt nữa anh chị. Cái mùi đường thốt nốt nó bay lên, cảm nhận thơm lắm luôn anh chị ơi. Nấu chè trôi nước thì nó hơi cực công một tí xíu, nhưng bù lại ăn rất là ngon luôn anh chị. Anh chị chịu khó vào những ngày đưa ông táo về trời cũng như ngày gầm, hãy làm thử món chè trôi nước này nha. Rồi mình rưới thêm một ít nước cốt vào nữa. Thì cái cách nấu nước cốt lát nữa cuối video Phượng sẽ chia sẻ, anh chị nhớ nán lại để xem cách nấu nước cốt để món chè mình được ngon hơn nha. Rồi rắc thêm một ít đậu phộng cũng như mè rang. Đậu và mè mình nhớ giã dập ra nó mới ngon, mới thơm nha. Bây giờ Phượng thấy cái muỗng, Phượng sắn thử cho anh chị xem nè. Rất là dẻo luôn anh chị ơi, dẻo quẹo luôn ha. Nó dẻo mà nó dính vào trong cái muỗng luôn. Nhưng những cái viên chè thì nó sẽ không dính vào nhau nha. Những cái viên chè nó rời nhau. Nhưng mà khi mình sắn giữ được cái độ dẻo ngon. Anh chị nấu chè trôi nước, anh chị đừng dùng bột gạo nha. Dùng bột nếp hoàn toàn và sử dụng cái cách là lấy trùng bột cho vào bột để nhồi. Thì cái chè của mình dẻo ngon lắm anh chị. Ăn cái lớp vỏ bên ngoài nó dẻo nhưng mà nó không có bị dính găng đâu. Nó dẻo ngon và nó thấm cái nước đường vào, nó không có bị nhạt. Anh chị nấu chè để nước được trong thì anh chị rửa chè qua với nước sôi, đừng có luộc nha. Mình rửa qua nước sôi thì giữ được cái độ ngọt của chè ngon lắm anh chị. Cái nhân nó béo bùi của đậu xanh, nước cốt dừa và có vị mặn mặn nhẹ. Nó hòa quyện vào trong cái vị ngọt của chè. Nó rất là vừa ăn, nó ăn nó không có bị ngán nữa anh chị. Như vậy là Phượng cũng vừa chia sẻ xong cái cách nấu chè trôi nước rồi. Và những ngày cúng ông táo cũng như ngày gầm thì anh chị hãy nấu thử cho gia đình ăn cũng như là để cúng nha. Thì sau đây em mời anh chị cùng nán lại để xem cái cách nấu nước cốt. Mình cho vào đây là 450g nước cốt, thì gồm có nước cốt nhất và nước cốt dảo luôn nha. Một muỗng canh đường, một muỗng canh bột năng, nửa muỗng canh bột gạo, 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình khuấy đều lên, mình khuấy đều cho bột tan ra rồi mình hãy bật bếp lên mình nấu nha.
Rồi mình mở bếp lên với lửa vừa nha. Rồi mình nấu nước cốt, mình cho bột ngay từ đầu luôn, để mình nấu nước cốt bảo quản được lâu hư. Anh chị cho vào sau là cái nước cốt nó không được dẻo ngon bằng và nó nhanh hư nữa. Và khi nấu nước cốt thì mình chịu khó mình khuấy đều nha. Và mình để cho nước cốt này nó sôi lên khoảng 2-3 phút đi rồi mình hãy tắt. Để cho bột này nó chín kỹ thì lát nữa nước cốt mình bảo quản được lâu, nó không có bị hư. Mình cho bột ngay từ đầu như vậy nước cốt mình nó rất là sánh, dẻo ngon lắm luôn nè anh chị. Đó, như vậy là xong cái phần nước cốt rồi.